cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi. À, xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké chút được không? Dạ được, mời anh. Dạ, yeah. Cảm ơn. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe dữ? Dạ, tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ, tuổi mẹo. Tuổi mẹo hả? Dạ. Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè. Yeah. Năm nay năm tuổi đó. Yeah. Coi chừng cẩn thận nha. Dạ cẩn thận cái gì? Năm tuổi dễ đi xa lắm á. Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói phải cẩn thận đó nha. Có gì đâu thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi, đi xa chơi. À đi du lịch đó hả? Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa á. À thì bà chị mới nói rõ ràng. À, không rõ hiểu lầm. Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch. Mà yeah, đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó. Là sao? Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọc dưa là sọt dưa. Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa. Phải rồi. Bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông trời sinh cũng cặp á. Sao? Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình. Sao? Ông anh ăn mặc rất là mô đen. Mô đen dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy. Không nói chuyện bà chị nữa. Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó. Ai? Có người nào đó khùng mới trông chờ bà chị á. Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn.